Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của chị Bibi. Và ngày hôm nay thì chị Bibi sẽ tô màu một nàng công chúa rất là xinh. Chúng mình cùng theo dõi xem chị Bibi tô màu như thế nào nhé. Đầu tiên bao giờ cũng là tô phần viền cho bức tranh trước. Chị Bibi sẽ tô vương miện của nàng công chúa. Sẽ có những hạt ngọc màu xanh dương và một hạt ngọc ở chính giữa là màu đỏ. Nàng công chúa này thì sẽ có một mái tóc màu vàng, rất dài và mượt. Tiếp đến thì chị Bibi sẽ tô bộ váy cho nàng công chúa này. Thank you.
Chúng mình có thấy là bộ váy của nàng công chúa rất là rực rỡ đúng không? Và các em hoàn toàn có thể tô bao nhiêu màu tùy sở thích của chúng mình. Vậy là chị đã xong bức tranh này rồi. Chị Bibi cũng rất là tò mò không biết là các em sẽ tô bức tranh này như thế nào đấy. Nếu các em muốn chị Bibi ra thật nhiều những video tô màu tranh cát nữa thì hãy like, share và subscribe Bibi Channel để ủng hộ chị Bibi nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.